Hello mọi người, hôm nay là số podcast số 18 rồi Vân ha. Và chắc số trong cái lúc mình lên clip này thì có lẽ là sắp đến cái dịp Giáng sinh rồi. Bây giờ cũng là sắp tới rồi đó anh. Và em suy nghĩ tới việc là Giáng sinh năm nay mình sẽ được quà gì. Ừ, anh thì mua quà tặng luôn rồi. Anh thì mua quà tặng luôn cho người thân của mình luôn rồi. Và em nghĩ là anh làm audio thì chắc những món quà của anh nó sẽ liên quan tới âm thanh, hoặc là audio, loa hay là tai nghe đúng không anh? Đúng rồi, thật sự là anh tặng loa cho những cái người thân của anh luôn á. Thì bởi vì trước đây là những người đó thường họ ít xài loa, thì bây giờ mình tặng cho cái đó thì anh thấy họ khá là thiết thực. Bởi vì bình thường nếu mà chỉ dùng như loa máy tính, loa tivi hoặc là loa điện thoại đi thì cái chất lượng nó sẽ hơi kém một chút xíu, chỉ cần một cái loa bluetooth nhỏ nhỏ thôi là đã lên rất nhiều cái chất lượng rồi. Em thấy là tặng loa đôi khi nó cũng không đụng hàng nữa. Đúng rồi. Tại vì mọi người sẽ thường nghĩ tới việc là tặng những cái món quà khác, giá trị lớn nhỏ khác nhau, nhưng mà sẽ ít ai nghĩ tới việc tặng loa. Nhưng mà tặng loa nó rất là thiết thực trong cái việc là Noel tới nè, và sắp tới nữa thì sẽ là Tết. Và Tết với Noel thì ai cũng nghe nhạc sập sình sập nhìn, nghe rất là vui tai. Ngoài việc là nghe loa nè cho lớn tiếng thì người ta cũng sẽ nghe bằng cái tai nghe nữa. Thì đúng rồi, và đặc biệt sắp tới cái đợt mà mọi người ai cũng đi về nhà đó, như cái bài đi về nhà của Đen đó. Về nhà là về trái tim chúng ta hay là cái gì ta, không nhớ lời lắm. Nói chung là vui cũng đi về nhà, buồn cũng đi về nhà, không làm gì cũng đi về nhà, không lương cũng phải đi về nhà. Thì khi đi về nhà thì chắc chắn những bạn thì sẽ cần, đặc biệt những cái tai nghe, còn những tai nghe bởi vì đi trên đường này, đi như đi máy bay, đi tàu lửa, nó rất là ồn ào, thì cái việc tai nghe thì nó rất là tiện. Với lại thực sự luôn, ví dụ như Tết, nhiều ví dụ như hàng xóm mở loa to quá thì cái việc đeo tai nghe vô cũng là việc khá là hợp lý. Thì thực sự anh nghĩ trong dịp năm nay thì các bạn có thể tặng cho người thân của mình những cái tai nghe True Wireless, tức là những cái tai nghe hoàn toàn không dây luôn. Thì những cái tai nghe True Wireless như thế này thì nó tầm giá bây giờ nó càng rẻ rồi, khoảng cỡ 1 triệu là đã có những cái tai nghe True Wireless rồi. Đối với em, khi mà nhắc tới tai nghe True Wireless thì đối với nữ, người ta sẽ thường nghĩ tới cái việc là AirPods hoặc là AirPods Pro của Apple. Tại vì nó giống như là ăn sâu vào trong tiềm thức của mọi người. Nhưng mà rõ ràng là hiện tại bây giờ trên thị trường, ngoài Apple họ làm tai nghe True Wireless ra, thì cũng có rất là nhiều những hãng khác tùy theo túi tiền mà mọi người có thể lựa chọn những chiếc tai nghe. Thí dụ như em thấy ở đây, anh có đây thẳng một chiếc là Clips đúng không? Clips, đúng rồi. Con này là con Clips Star 2, một con mình cũng vừa viết bài ở trên Tinh Tế luôn đó. Thì con này giá nó có 2 triệu rưỡi thôi, nhưng mà cái độ hoàn thiện của nó rất tốt. Với lại chất âm cũng rất là ok, nên những bạn nào mà muốn tìm một tai nghe mà của một thương hiệu lớn làm từ Mỹ thì đây, cái giá của nó chỉ khoảng từ 2 triệu, 2 triệu rưỡi thôi, thực sự rất là hợp lý. Còn những bạn nào ví dụ túi tiền mình hơi hạn hẹp hơn chút xíu thì vẫn có những cái tai nghe thậm chí là 800 ngàn, vẫn có True Wireless 1 triệu vẫn có, mặc dù nó là hàng Trung Quốc, tuy nhiên nó xài vẫn rất là ok, vẫn rất là ổn. Ví dụ những con của Xiaomi. Và em thấy nhiều cái hãng khác nữa họ cũng có tai nghe trong năm nay. Và trước đó, những số podcast trước thì tụi mình cũng đã có giới thiệu với các bạn những cái chiếc tai nghe True Wireless thuộc nhiều phân khúc khác nhau, và cũng đã có tư vấn cái việc là lựa chọn tai nghe True Wireless như thế nào để phù hợp với từng người, và đặc biệt là với nữ nữa, thì các bạn có thể xem lại để lựa chọn cho người thân của mình. Đúng rồi. Nói về tai nghe thì bây giờ mình nhảy qua một chút xíu đó, bởi vì anh tặng cho người thân anh đó là những con loa của Sony, những con loa nhỏ nhỏ thôi, XB12. Cái giá của nó cũng rất là vừa phải. Thì ví dụ như con này, đây con JBL Go 3. Thì con này nó cũng rất là nhỏ gọn, thực tế luôn. Con này vừa mới ra mắt và giá của nó chỉ là 990, thực sự nó rất là rẻ. Đâu em thấy còn tặng kèm ba lô với lại tai nghe nữa. Đúng rồi, nó tặng kèm ba lô và tai nghe, thực sự khá là hời. Và thực tế khi mà em nghe con này thì em sẽ thấy cái độ phụ phòng của nó nhỏ, mặc dù nhỏ nha, nhưng mà cái phòng ví dụ như 20m² hoặc một căn chung cư các bạn vẫn có thể nghe đủ được. Đây là một điều mình thấy rất là hợp lý. Và thậm chí khi anh tặng cho chị của anh á, người thân của anh, thì họ cũng thấy là nó hay hơn nhiều so với loa trên máy tính và loa điện thoại. Lúc đó mình thấy cũng rất là vui. Em thấy cái việc tặng những con loa nhỏ nhỏ như thế này cũng rất là dễ thương. Cái việc là chúng ta có thể để nó ở trong túi sách nè, để trong ba lô. Khi mà hết dịch nè, có thể là năm sau sẽ hết dịch, thì mọi người sẽ đi du lịch nhiều hơn. Và những con loa như thế này có thể là nghe nhạc ở trong phòng của khách sạn, hoặc là buổi tối bạn bè khi mà đi du lịch nhóm á, chúng ta cũng có thể mở lên mà nó không chiếm quá nhiều diện tích của mình. Đúng rồi. Và thậm chí đi máy bay hay đi máy bay thì con này vẫn có để hành lý xách tay vẫn được luôn, nó các bạn cứ yên tâm mà nó cũng không có quá nặng. Ngoài con JBL ra thì cũng sẽ có nhiều những cái con loa nhỏ nhỏ như thế này các bạn có thể lựa chọn, chứ không nhất thiết chỉ có duy nhất một con này nha. Nhưng mình thì mình chọn Sony bởi vì thứ nhất là nó hơi nhỏ nhỏ, nó tròn tròn á. Cái loa đó thì nó nhìn dễ thương hơn. Con này thì nhìn nó đẹp, rất là nam tính. Và em thấy trên thị trường mức giá dưới 1 triệu đồng chúng ta có rất là nhiều những sự lựa chọn khác nhau. Những bạn nào mà muốn tặng thì các bạn có thể lên Google. Cái gì không biết thì chúng ta tra Google là nó ra hết. Đúng rồi, cái gì không biết thì ra Google ra.
Rồi, một chút xíu tặng về người lớn tuổi, ví dụ như ba mẹ mình thì như thế nào? Thì cá nhân anh á, thì anh nghĩ ví dụ như nhà bình thường đi ha, thì anh sẽ chọn một cái con lo sa ba nhỏ nhỏ như thế này nè, hoặc là lớn hơn một chút xíu. Bởi vì những con lo sa ba như thế này các bạn vẫn có thể để ở trong phòng khách, để trong dưới tivi được cũng được. Thì con này nó vẫn sẽ có một cái về thiết kế nó cũng rất là sang trọng và người lớn tuổi vẫn có thể sử dụng rất là dễ. À, với lại em thấy một điều nữa là ba mẹ của chúng ta sẽ thường ít đi du lịch và nghe nhạc khi mình đi du lịch như tụi mình. Ví dụ tụi mình bật điện thoại, bật Bluetooth suốt ngày để nghe nhạc, nhưng mà bố mẹ thì sẽ thường xem phim nè, hoặc là nghe nhạc ở trên những cái đầu CD, đầu CD, DVD, hoặc là xem trên TV luôn, xem trực tiếp trên YouTube. Tức là sẽ quay quần bên nhau ở trên chiếc TV, thì tặng một cái sao bay như thế này là quá hợp lý. Rồi, nhưng với những bố mẹ vui tính hơn thì như thế nào? Thì đây, mình chuẩn bị sẵn một cái loa rất là thú vị, mặc dù dân gian người ta hay gọi là loa kẹo kéo. Đây, một cái con loa mà tích hợp luôn, có thể kéo đi lại được, có pin luôn, có microphone đi kèm nữa, thành ra các bạn có thể thoải mái tất niên hay tân niên gì có thể thay bằng pháo hoa, bằng giọng ca của mình cũng được. Không, em thấy cái này không phải là cả nhà cùng vui mà cả làng cùng vui với nhau luôn á. Ví dụ một con loa này mình có thể mang ra tổ chức một cái party vào cái dịp buổi tối 24, sáng 25, hoặc là đêm giao thừa, hoặc là gần Tết, cận Tết. Tất niên, mấy ngày tất niên đúng rồi, mấy ngày mọi người quay quần bên nhau để có thể hát. Và ngoài ra nếu như một con loa này thì không chỉ là mình có thể hát trong những dịp đó, mà ví dụ như ba mẹ mình có niềm đam mê ca hát, hoặc là hàng xóm cũng có, thì lâu lâu về nhà tổ chức party cũng ok lắm á. Đúng rồi, mà mình không cần phải đi thuê những con loa kẹo kéo khác. Bởi vì thực tế ra như Sony, như JBL, hoặc là như một hãng ở Việt Nam đó là Paramax, thì họ vẫn có những cái con loa như thế này rất là chất lượng. Cái giá của nó cũng vừa phải, nó cũng chỉ tầm 4-5 triệu thôi, nên các bạn cũng yên tâm. Ví dụ Sony thì bữa trước anh thấy cái đợt sale của nó, cái con loa tương tự như thế này này, có micro luôn, thì nó nằm khoảng cả 3,5 triệu, một cái giá rất là hợp lý. Nhưng mà em cũng có một lời khuyên, đó chính là chúng ta hát karaoke như thế nào thì hát, nhưng mà cũng kiểu có chừng mực thôi, không có ảnh hưởng quá nhiều tới mọi người xung quanh. Tức là tất cả mọi người cùng vui là được, đừng có để cái niềm vui đó nó trở nên lố hơn. Vui thôi, đừng vui quá. Thực tế là đúng trong dịp Tết và trong dịp Noel sắp tới thì tất cả mọi người nhớ vui vẻ lên nha. Bởi vì năm nay thì thực tế bất kỳ ai cũng rất là gặp khó khăn rồi. Nên là năm mới từ Noel cho đến Tết Tây, Tết Ta thì các bạn nhớ vui lên. Và nếu hát được thì cứ hát, nhưng mà hát có chừng mực là được rồi. Và cuối cùng thì mình và anh Vũ chúc các bạn có một mùa Noel thật là ấm áp bên người thân và gia đình của mình, cũng như là sắp tới sẽ có một cái năm nó thật sự là sung túc và vui vẻ hơn. Rồi, chào mọi người, nhớ like, subscribe và nhấn cái chuông của Audio Tinh Tế cho mình nha. Các bạn cũng có thể theo dõi chương trình podcast của Vân ở trên Spotify này, Apple Music cũng như là Google Podcast. Bye bye. Bye bye.